Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả thân thương đã quay trở lại và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát. Thưa quý vị, cầu mong biết trước được số phận của mình là điều mà hầu hết mọi người đều mong muốn. Xem tử vi cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 1 âm lịch sẽ giúp cho quý vị biết được thiên cơ và từ đó thì chúng ta sẽ có những phương án hóa giải và phòng tránh để có được may mắn và tài lộc hành thông thuận lợi. Trong phần luận giải chi tiết ngày hôm nay thì tử vi Phong Thủy Gia Cát sẽ cùng với quý vị chúng ta luận bàn về tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 1 âm lịch. Chúng tôi sẽ chỉ ra chi tiết về vận trình tài lộc, gia đạo, công danh sự nghiệp và sức khỏe của tuổi Quý Mão. Trong phần luận giải này thì thầy Gia Cát cũng cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt sẽ chỉ ra cho quý vị và các bạn những phương pháp hóa giải giúp cho quý vị và các bạn có được tài lộc hanh thông, may mắn và bình an. Cụ thể như thế nào thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Quý Mão mệnh kim bạch kim, tâm tính thường cô độc, ít hòa hợp người thân. Họ có vẻ mặt lạnh lùng, tác phong quả quyết dứt điểm và rất cứng rắn bản lĩnh. Trong cuộc sống và công việc họ thường xử lý dứt điểm, luôn vượt qua mọi sóng gió thử thách. Khí kim lạnh lùng, sát phạt tiêu điều nên tâm lý của họ ít hợp với người thân, sống khá cô độc, thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm. Quý Mão là những người trung thành, họ trung thành với cương vị làm việc, giữ đúng chức trách được giao, bền vững trong tình bạn, rất trọng uy tín trong cuộc sống và thương trường, đã hứa là sẽ cố gắng làm việc, thực hiện bằng mọi giá, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Quý Mão sinh năm 1963 là những người tinh tế, gần gũi, lịch sự và quý phái. Họ thường gây ấn tượng với người khác bằng sự duyên dáng, nhạy cảm của mình. Trong tình yêu và các mối quan hệ, họ rất cầu toàn. Tuổi Quý Mão rất khéo léo trong việc đối nhân xử thế, biết lắng nghe, thậm chí là chấp nhận thua cuộc trong các cuộc cãi vã để đổi lấy sự hòa giải. Chính vì vậy, họ rất ít kẻ thù. Dù đã bắt đầu đến độ tuổi có thể nghỉ hưu, nhưng những người tuổi Quý Mão vẫn luôn hết mình với công việc, làm tròn trách nhiệm nên rất được mọi người nể trọng và giúp đỡ nhiệt tình. Gia chủ cần phải đặc biệt chú ý vấn đề sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề phải lưu tâm. Đừng vì quá mải mê, ham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Cần phải chú ý tới chế độ ăn uống. Những thực phẩm nằm trong danh mục khuyến cáo của bác sĩ nên tuyệt đối tránh xa, kẻo tạo ra những ảnh hưởng xấu. Xét về thiên can, Quý âm thủy gặp nhâm dương thủy nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Quý Mão trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng nhâm dần cho quý gia chủ tuổi Mão trên phương diện sự nghiệp tiến diễn khá suôn sẻ. Tuy nhiên, độ tuổi này không còn nhiều cơ hội thăng tiến mạnh mẽ, nếu có xuất hiện cũng dễ bị người khác nẫng tay trên. Một lý do khác khiến cho con đường thăng tiến của bạn hẹp hòi, đó là bởi lý do tuổi tác khiến cho tham vọng giảm sút, gia chủ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không muốn tranh đấu mà thay vào đó dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc người thân trong gia đình. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi, tài lộc Quý Mão năm 2022, tài chính của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 1 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha, để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội phát triển. Thoạt nhìn, bản mệnh có thể trông thấy nhiều cơ hội đầu tư ngay ở trước mắt mình, nhưng một khi bắt tay vào làm mới thấy rõ những cái khó để nắm bắt, do đó muốn làm giàu trong năm nay lại là một việc tương đối khó khăn. Người tuổi này không nên vội vàng nghe theo sự lôi kéo của người khác, đặc biệt nếu đối tượng là người đã lâu không liên lạc với mình, nếu quá tham lam cái lợi trước mắt, gia chủ sẽ phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc.
Tháng này, người tuổi Quý Mão đang có phần hưởng thụ quá đà, tiền bạc kiếm được không nhiều, không tiết kiệm, thì tiền vào nhà cũng như muối bỏ bể. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe không phải là vấn đề mà tuổi Quý Mão quan tâm hàng đầu trong thời gian này. Gia chủ vẫn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ dù có nhiều áp lực đè nặng lên vai. Tuy nhiên, bạn cũng cần tìm cách giải quyết sớm những vấn đề tồn đọng, tránh để đêm dài lắm mộng, có thể gặp phải sự cố, tai họa bất ngờ. Phong thủy lộc tài nhắc nhở Quý Mão cần phải chăm chú sức khỏe của mình cho thật tốt. Bạn có thể dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn uống không ngon, ngủ không yên. Cơ thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến cho bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng gây nên. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nên giữ bình tĩnh khi đối diện với mọi tình huống, nếu quá nóng nảy, mâu thuẫn xích mích với người khác. Thậm chí đến mức động tay động chân thì bạn dễ dàng trở thành người bị tổn thương. Các gia chủ tuổi Quý Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Nhân duyên khá tốt, bản mệnh có thể thu hút được một vài đối tượng khác giới, tuy nhiên nếu còn đơn độc, vẫn rất khó để đến được với một ai đó, dù cố gắng mở lòng, nhưng chưa chắc đã tìm được người phù hợp. Với người đã lập gia đình, quan hệ vợ chồng khá yên bình, đôi bên biết khoan dung và cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Tuy nhiên, có đôi khi bạn cũng cần phải chú ý hâm nóng tình cảm với nửa kia, nếu không thì mối quan hệ giữa đôi bên sẽ dần trở nên lạnh nhạt. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Quý Mão trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 1 năm 2022, tức ngày 13 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 1 năm 2022, tức ngày 25 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Mão trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 1 năm 2022, tức ngày 14 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 1 năm 2022, tức ngày 26 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Hoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 1 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình ở ngày một tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.